xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên giao dịch anh chị nhé. À, trong cái video ngày hôm nay thì em Huyền sẽ đem đến cho quý anh chị nhóm ngành dầu khí, một cái nhóm ngành mà chúng ta thấy là nó đang có những cái triển vọng cũng như là cái kỳ vọng vào năm 2024 này. À, và những cái uh, vấn đề xoay quanh về chiến tranh uh, và uh, những cái vấn đề về uh, uh, lobeomôn đúng không ạ? Thì nó sẽ làm cho giá dầu uh, có thể uh, sẽ tăng trong thời gian sắp tới uh, cũng như là uh, đồng thời thì chúng ta thấy là nhóm ngành cổ phiếu dầu khí cũng sẽ có những cái đà bật tăng rất tốt vào năm 2024 thậm chí là năm 2025 à, tuy nhiên khi mà thị trường à, giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy là thị trường đang có những cái áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn thì nhóm cổ phiếu này nó cũng không ngoại lệ ngày hôm nay nó cũng đang bị điều chỉnh rồi à, vậy thì à, em Huyền đánh giá đây là cái nhịp điều chỉnh để anh chị mình có thể tham gia vào nhóm dầu khí với cái điểm mua rất tốt để có thể ăn những cái cây tím uh, sau đó anh chị nhé thì uh, anh chị mình đang theo dõi video vui lòng để lại cho em một nút like này một đăng ký kênh và thả cho em những trái tim màu tím ở phần comment để mà động viên uh, tinh thần của em huyền cũng như tăng độ tương tác cho video lan tỏa hơn đến với nhiều nhà đầu tư khác để mà có uh, cơ hội đầu tư trong giai đoạn thị trường nó vẫn đang khó có những cái uh, rủi ro có những cái khó khăn nhất định anh chị ha Ok thì không làm mất thời gian của quý anh chị mình nữa em Huyền sẽ đi vào uh, chỉ số chung ngày hôm nay trước chúng ta sẽ phân tích thị trường chung một chút xíu để mà chúng ta có được những cái chiến lược đầu tư phù hợp đã uh, thì đối với thị trường uh, ngày hôm nay lại tiếp tục giảm điểm tiếp tục điều chỉnh uh, trong giai đoạn này thì em cũng có chia sẻ cho anh chị đó là những cái nhịp hồi chỉ là hồi kỹ thuật hồi là để cơ cấu lại tài khoản danh mục chứ không phải hồi để chúng ta đua mua theo uh, và cũng không phải hồi là tạo đáy đi lên ngay được À, tại vì thị trường đang có một cái vấn đề đó là dòng tiền rất là yếu anh chị ha. Chúng ta thấy là trong cái uh, phiên giao dịch ngày hôm nay thậm chí là những cái phiên trước đó thanh khoản rất là kém và dần cạn kiệt. Ngày hôm nay thì thanh khoản chỉ được 16.800 trên sàn xe và tổng ba sàn chỉ chỉ đạt 18.900 tỷ thôi. Chúng ta thấy là đối với cái thanh khoản như thế này thì thị trường nó không thể có cái lực cầu đỡ để mà uh, đỡ có động lực đi lên như là quay trở lại đà tăng ngay được thị trường nó cần phải tích lũy thêm và thậm chí nó vẫn có thể sẽ bị điều chỉnh thêm về những cái vùng bên dưới nên trong giai đoạn này thì mình vẫn cần phải đưa cái lượng tiền mặt đưa tài khoản về vùng an toàn và đưa cái lượng tiền mặt ra ngoài để mà có được cái lượng tiền tham gia vào lại sau khi mà thị trường nó đã tìm được cái vùng cân bằng còn giai đoạn này thì thị trường mặc dù nó có những cái nhịp hồi nhưng mà chỉ là hồi trong ngắn hạn để chúng ta cơ cấu thôi Chúng ta thấy ngày hôm qua thị trường đã hồi phục lại cái vùng giá 1,2,62. À, khá tốt. Và trong ngày hôm nay thì còn bật gáp tăng lên. À, trong ngày hôm nay thì thị trường đã có những cái nhịp bật gáp tăng ngay từ đầu phiên đúng không ạ? Tuy nhiên sau đó thì đã bị điều chỉnh trở lại. Sau đó thì đã bị điều chỉnh trở lại rồi. À, thị trường đang neo trên cái vùng giá 1,2,58 này. À, chúng ta thấy là đang có hỗ trợ gần nhất ở vùng giá 12558 nếu mất tiếp tục mất đi vùng này thì thị trường sẽ quay trở lại vùng giá 12 à vùng đáy cũ là 1246 thậm chí là chỉnh luôn à, chỉnh thêm về vùng giá 1240 12 à 30 nữa. Nên là trong giai đoạn này thị trường nó vẫn đang còn áp lực rất nhiều và rủi ro rất nhiều. Còn về chung và dài hạn thì chúng ta thấy là nó vẫn là à, đang duy trì cái nền tích lũy cho nhịp tăng của chung và dài hạn. Nên là trong giai đoạn này nếu anh chị đánh về chung và dài hạn thì chúng ta vẫn có thể gom dần. Nhưng mà về ngắn hạn thì nó rất là khó khăn. Vì vậy mình cần phải chú ý cái chiến lược mình tham gia cho nó phù hợp. Anh chị nha, trong giai đoạn này thì em vẫn chia sẻ cho anh chị đó là uh, mình nên canh cái nhịp hồi để mà cơ cấu lại tài khoản danh mục. Ngày hôm nay nhịp hồi cũng đã quay trở lại vùng giá 1268, 1270 như cái kịch bản ngày hôm qua em có chia sẻ trong video cho anh chị. Đúng không Vậy thì mình cần phải canh những cái nhịp hồi phục để mà ra bớt hàng ở những cái mã cổ phiếu yếu hơn, uh, uh, những cái mã cổ phiếu nó không có động lực để tăng này, uh, rồi những cái mã cổ phiếu nó uh, bị kẹp giá cao thì mình nên xem xét cơ cấu ra bớt đã, anh chị ha. Còn cái việc mà mua vào thì chúng ta cần phải xem xét về cái nhóm ngành uh, và xem xét về cái tỷ trọng tham gia. Uh, trong dạng này nếu mua thì mua vào những cái nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên đấy, cái tỷ trọng tham gia nó vừa phải và À, cần phải tham gia từng phần từng phần một đừng có on in một vùng giá cũng như là đừng có đoán đáy bắt đáy quá sớm bởi vì trong giai đoạn này thị trường nó chưa xác nhận tạo đáy để đi lên chị ha và nó chưa biết đâu là đáy cả à, vì thế à, nó trong giai đoạn này anh chị thấy là à, đang theo cái cái việc đó là bò tùng sẹo đấy là nó cứ giảm dần giảm dần nó làm cho tài khoản của mình à, càng ngày càng âm nên là mình cần phải xử lý ra nhanh ở những cái nhịp nó hồi phục nhé Ok, còn cái um, giai đoạn này thì em hiện đánh giá là nếu nó tiếp tục mất đi cái vùng giá 1258 này thì nó quay trở lại 247 1246 ở đây và không giữ được vùng này nữa thì lại tiếp tục bị điều chỉnh. Còn cái nhịp hồi nó vẫn có thể hồi tiếp về vùng giá 1270. Tuy nhiên 1270 vẫn là một cái mốc rất quan trọng. Và cần phải có dòng tiền, cần phải có uh, cái hỗ trợ của uh, dòng tiền thì thị trường nó mới quay được trở lại cái xuống tăng trong ngắn nha, còn hiện tại thì nó là một cái xu hướng giảm rồi Nên là chúng ta cần phải cẩn trọng à, Giao dịch vẫn cần phải phong thủ Và luôn luôn Căng uh, những cái nhịp hồi để mà Đưa tài khoản về vùng an toàn Đừng có bị cuốn theo thị trường nhiều quá Có những cái mã cổ phiếu mặc dù nó Ngày hôm qua anh chị thấy là nó có những cái nhịp hồi phục đúng không Và ngày hôm nay nó tiếp tục tăng lên ở đầu phiên Nhưng về cuối phiên lại bị điều chỉnh lại thì Thế nếu mình cứ bị uh, Hưng phấn ở những cái nhịp hồi Thì rất dễ Đó là hồi quang phản chiếu Đó là nó sẽ lại uh, tiếp tục giảm điểm tiếp tục làm cho cái vốn của anh chị âm đi anh chị ha. Ok thì chúng ta sẽ đi vào nhóm dầu khí anh chị nha, nhóm dầu khí. Thì chúng ta thấy đối với nhóm dầu khí thì nó có những triển vọng, có những cái kỳ vọng như thế nào? Thì đối với cổ phiếu dầu uh, khí thì chúng ta thấy ngành dầu khí là một trong những cái ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc gia. Đúng không ạ? À, và bên cạnh đó thì nhóm ngành dầu khí trên thị trường chứng khoán cũng đang chiếm tỷ trọng tương đối lớn với giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 300.000 tỷ đồng và triển vọng của uh, những cái mã cổ phiếu thượng nguồn uh, khi mà chúng ta thấy đó là uh, giá dầu thì phục hồi trở lại này rồi quay trở lại vùng định và đặc biệt là cái dự án Lobeomol kỳ vọng các dự án đi vào thực thi năm 2024 các giàn khoan thì được khởi động lại này các dự án sẽ được đầu tư mới này cái dự án của Lobeomol thì chúng ta thấy là vẫn đang uh, có những cái triển vọng có những kỳ vọng và có quy mô đầu tư vào năm 2024 này và sản lượng khai thác khí dự kiến sẽ tăng lên đúng không? Khi mà tăng lên như thế này thì nhóm dầu khí sẽ được hưởng lợi và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu thượng nguồn như là BVD, BVS này, BVT, BVC đấy là những cái mã cổ phiếu đầu ngành mà anh chị nên chú ý đối với nhóm dầu khí. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nó đang có cái nhịp điều chỉnh giống như thị trường chung nó cũng đang bị áp lực điều chỉnh lại tuy nhiên nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ khá cứng bên dưới mà mình có thể chú ý để mà tham gia được đối với nhóm dầu khí nếu anh chị chưa có hàng chị ha và chúng ta thấy là có những cái yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu nữa năm 2024 này thì chúng ta thấy là có những cái cuộc chiến kéo dài giữa Israel-Hamas này rồi căng thẳng giữa Trung Quốc-Đài Loan này rồi Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc này ấy thì khi mà xảy ra những cái cuộc chiến tranh như thế này thì chúng ta thấy là nó sẽ làm cho uh, gây nên cái việc đó là tình trạng giá dầu thô tăng cao một cách tương ứng uh, và khi chiến tranh trở có những cái căng thẳng như vậy thì giá dầu nó sẽ tăng dần và bị neo lên thì nó sẽ hưởng lợi đối với cổ uh, phiếu dầu khí uh, tương tự tương đương nó sẽ có được những cái kỳ vọng ở cổ phiếu uh, dầu khí anh chị ha thì chúng ta thấy là thông qua những cái việc đó là giá dầu tăng rồi chiến tranh căng thẳng làm cho giá dầu bị neo cao lên. Rồi ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có những cái bước tiến quan trọng của dự án Lobeo Mon, rồi giàn khoan đúng không ạ? Đây, những cái các giàn khoan thì được khởi động lại này, các dự án sẽ được đầu tư mới này thì nó sẽ là kỳ vọng tạo cái cơ hội cho các doanh nghiệp dầu khí năm 2024 anh chị nhé ok thì chúng ta sẽ đi vào phân tích đấy là những cái thông tin để mà chúng ta có thể kỳ vọng về những cái nhịp tăng uh, tiếp theo của nhóm dầu khí uh, anh chị thấy là trong giai đoạn vừa rồi nhóm dầu khí nó đã có những cái nhịp bật tăng tốt uh, ví dụ như là mã cổ phiếu bvs đúng không nếu mà để mua trong những cái phiên vừa rồi nó neo giá cao như thế này thì rất khó để mua tuy nhiên đối với bvs khi nó đang có những cái nhịp điều chỉnh như thế này nó về lại cái vùng uh, định cũ ha đây nó về lại được những cái vùng giá 40.1 này, 39 này thì chúng ta có thể xem xét tham gia được anh Chị ha xem xét tham gia được và hiện tại thì Khi mà mã cổ phiếu này nó liên tiếp này Nó có những cái phiên nó đánh à, tím lên này Rồi nó neo cao thì chúng ta rất khó để mua Tuy nhiên hiện tại nó đang có những cái nhịp điều chỉnh test lại những cái vùng hỗ trợ bên dưới Thì đây là những cái vùng giá tốt cho anh chị có thể tham gia ở giai đoạn này Và đặc biệt là về cái à, mặt tâm lý của nhà đầu tư Thì cũng đã... Um, hạ dần hạ nhiệt hạ nhiệt cái nhịp hưng phấn rồi anh chị nha hạ nhiệt và gần dần trở nên chán nản đối với mã cổ phiếu này chúng ta thấy là đang nó đang rũ bỏ bớt nhà đầu tư này thì chúng ta có thể kỳ vọng được đối với mã cổ phiếu này à, quanh vùng giá 39 40 anh chị có thể gom dần được đối với BVS còn hiện tại mã cổ phiếu này chúng ta thấy là trong đa khung đều là một cái xu hướng tăng cả anh chị nha trong đa khung đều là một cái xu hướng tăng và nhóm dầu khí là một cái nhóm mà nó đánh khác biệt so với những nhóm khác những cái nhóm khác điều chỉnh thì nhóm dầu khí nó lại bật tăng rất tốt và còn đánh những cái cây tím nữa thì chúng ta có thể chú ý trong giai đoạn thị trường điều chỉnh như thế ha chúng ta có thể tham gia vào mã cổ phiếu đầu tiên đó là BVS quanh vùng giá 39 40 à, target ngắn hạn ha thì nó sẽ quay lại được đỉnh cũ vùng giá 40 4.85 à, Tuy nhiên là nó có thể sẽ tiếp tục bật tăng tiếp lên những cái vùng giá cao hơn anh chị ha à, anh chị thấy là mã cổ phiếu này vượt đỉnh thời đại rồi vượt đỉnh ở cái vùng giá đây, cái vùng đỉnh cũ năm 2023 à là quanh cái vùng giá bao nhiêu ạ? 41 thì gần đây nó đã vượt đỉnh rồi. Thì khả năng nó sẽ tiếp tục đánh lên nữa trong những cái phiên tiếp theo. Còn hiện tại thì nó đang có những cái test tích lũy lại. Thì đấy là cơ hội cho chúng ta có thể tham gia anh chị nhá. Tiếp theo mã cổ phiếu như PVD, à BVD anh chị thấy cũng là một cái mã cổ phiếu đầu ngành. À, rất tốt à, Thì đối với mã cổ phiếu BVD này nó test về quanh vùng giá 30.7 là vùng cho anh chị ra 30.7 sẽ là một cái vùng hỗ trợ giao gam cho Daily nó cũng là vùng hỗ trợ ở Kijun trong khung à, đây nó cũng là một cái vùng hỗ trợ Kijun trong khung tuần anh chị nha trong khung tuần và chúng ta nhìn là trong đa khung mã cổ phiếu này nó đều là một cái xu hướng tăng cả nha đối với BVD nó đều là xu hướng tăng trong đa khung à, khung ngày khung tháng và khung khung tuần à, vì thế cái dư địa tăng của mã cổ phiếu này nó đang còn rất nhiều này ngắn hạn thì nó sẽ cản quanh vùng giá 35 Tuy nhiên à, vượt được 35 thôi thì mã cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục bật tăng lên những cái vùng giá 37 40 là bình thường với mã cổ phiếu BVD anh chị nhá thì hiện tại nó đang có nhịp điều chỉnh thì chúng ta có thể chú ý tham gia vào và vài phiên nữa khi nó điều chỉnh về đây rồi nó ở khách sạn nó xảy ra cái sự mất cân bằng về giá này thì nó có cùng khách sạn đầu tiên vùng giá 33 35 thì chúng ta có thể đánh một cái nhịp ngắn ha, nếu anh chị đánh ngắn thì mình có thể mua quanh vùng giá 30.7, kéo lên 3335, mình có thể cơ cấu ra. À, thì em có thể đo cho anh chị. À, lợi nhuận thì chúng ta rơi vào đâu đó là 8.4% trong ngắn hạn. Nếu anh chị mình có à, bắt được quanh vùng giá 30.7 và kỳ vọng nó quay trở lại vùng giá 33.35 trước anh chị ha. theo về mã cổ phiếu BVC. Ta thấy BVC cũng đang có những cái nhịp điều chỉnh lại này. Thì BVC chúng ta có thể chú ý quanh vùng giá 15.5 15 uh, 15, 5, 15 anh chị ha. Vùng giá 15.55 và 15.3, đấy là hai vùng mà anh chị. Và cổ phiếu này thì nó đang nó có những cái phiên nó vừa vượt được cái giao găm và đang test lại này, trong khung tuần này. Đấy thì nó cũng có hỗ trợ tên căn Kijun chập lại quanh vùng giá 15.55 ở trong khung tuần thì anh chị mình cũng có thể chú ý được và đặc biệt là cái chỉ báo tâm lý trong giai đoạn này với nhà đầu tư nào đang có hàng về um, về mã cổ phiếu BVC thì cũng đang khá là chán nản rồi. đấy Tâm lý không ở vùng ở vùng quá hưng phấn thì nó sẽ bớt cái rủi ro cho anh chị ra. Thì chị nha thì đối với BVC mình có thể chú ý quanh vùng giá 15.55 và vùng giá 15.3 đấy là hai vùng anh chị mình có thể mua gom được đối với mã cổ phiếu BVC. À, tiếp theo mã cổ phiếu như BVT. BVT thì ngày hôm nay chúng ta thấy là đang bị điều chỉnh thêm này. Thì đối với BVT nó đang rũ mất đi cái vùng hỗ trợ giao gầm à, tuy nhiên nó sẽ có vùng hỗ trợ tiếp theo quanh vùng giá 20, 27 anh chị nha. Quanh vùng giá 26.427 sẽ là vùng cho anh chị mình có thể tham gia được đối với mã cổ phiếu BVT này. À, và kỳ vọng nó cũng sẽ có khách sạn mở ra trong 3, khoảng ba phiên tới. Quanh vùng giá 29. Đấy, ta mua quanh những cái vùng giá 27 nó kéo lại hai ta sẽ có được một cái à, điểm đánh hạn à, còn về dài hạn chung và dài hạn thì anh chị thấy là nó vẫn có thể quay lại vùng tỉnh cũ 30.1 thậm chí vượt hạn vùng 30.1 này để lên những cái vùng giá 31 32 33 ở phía trên đối với mã cổ phiếu BVT thì trong cái video này em Huyền phân tích cho anh chị về ba mã về các mã cổ phiếu đầu ngành à, trong nhóm dầu khí khi mà nhóm này nó vẫn đang có những cái triển vọng về dự bản án Mon này à, về những cái dự án mới giàn à, khoan mới được khởi công trở lại cũng như là khi mà căng thẳng chiến tranh nó sẽ là một cái động lực cho giá dầu neo cao và các cổ phiếu nhóm dầu khí được triển vọng trong tương lai cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video nhé rất mong là những cái chia sẻ trong video này sẽ đem đến được cho anh chị những cơ hội đầu tư cho giai đoạn này cũng như là đưa cho anh chị được cái chiến lược giao dịch phù hợp nếu anh chị mình chưa có người hỗ trợ đồng hành cùng mình để mà tìm kiếm được những cái mã cổ phiếu tham gia tín hiệu tham gia phù hợp à, mua được ở những cái vùng giá tốt rủi ro hạn chế và bán được ở những cái vùng giá tối ưu thì hãy liên hệ ngay với em Huyền. Mở tài khoản tại công ty chứng khoán VBS, gắn ID của em là BCUW. Anh chị mình sẽ được vào những room tín hiệu VIP của câu lạc bộ ITB và room tín hiệu VIP của riêng cá nhân em Huyền anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều vì đã theo dõi video ạ. Đừng quên để lại một nút like, một đăng ký kênh. Thả cho em những trái tim màu tím mà ở phần comment anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý anh chị một buổi tối an lành, vui vẻ bên gia đình và người thân.